Ta bắt đầu thuật toán chia khớp khác. Để thay đổi các điểm chia trên khớp giữa, ta có thể thay đổi giá trị tại thanh number slider. Tuy nhiên, tập số tại thanh number slider là số nguyên, không thể nhập các giá trị thập phân được. Ta dùng công cụ divide length chia theo giá trị chiều dài của khớp. Nhập khớp giữa vào tham số C. Tạo một thanh number slider với giá trị từ 0.500 đến 20. Thiết lập vào tham số L. Ta có các điểm chia theo độ dài của khớp giữa. Để ẩn các điểm chia cũ, nhấp chuột phải Component Divide Khớp, chọn Review. Tương tự với các component còn lại, nhấp chuột giữa, mở menu tròn, có các công cụ, cho phép ta ẩn hiện, đóng mở các component. Chọn Disable Review để ẩn các component. Bây giờ ta có thể nhập các giá trị thập phân, chia đường cong theo chiều dài trên khớp. Nếu muốn độ chính xác cao, ta có thể zoom vào và thay đổi các giá trị chi tiết hơn. Tiếp theo ta thực hiện lại các bước, bắt đầu từ tham số P, chọn bộ thuật toán cũ, nhấp chuột giữa, chọn Enable Review. Thiết lập tham số P cho Component Divide Length. Ta thay các quai của Component Pull Point. Cách này khiến ta phải thao tác nhiều lần. Sử dụng tổ hợp phím để rút ngắn các thao tác. Ta cần chuyển tất cả quai từ tham số P của Component Divide Khớp vào tham số P của Component Divide Length. Khi đến gần đầu nối tham số, trỏ chuột sẽ xuất hiện một mũi tên nhỏ. Giữ Ctrl, mũi tên sẽ chuyển đỏ, xóa một quai. Nếu thiết lập từ vị trí khác, hệ thống sẽ tạo một quai mới, đồng thời xóa quai cũ. Ngược lại, giữ Shift để kết nối thêm quai. Giữ Ctrl Shift để chuyển tất cả quai trong một tham số và một tham số khác. Ta xem qua các chú thích và thủ thuật của Grasshopper. Một component sẽ có tham số đầu vào và tham số đầu ra. Tham số trung gian, ví dụ công cụ Integer, cho một giá trị xác định. Công cụ Integer có icon số 7 bên trong một hình lục giác đen. Tham số C có biểu tượng khớp, tham số L có một chữ số bên trong lục giác đen. Các tham số trung gian sẽ xuất giá trị vào các component thực thi. Một component thực thi sẽ có icon không viền. Đây là quai, dây kết nối giữa các component. Ta có các công cụ thao tác như thanh trượt, gradient, nút xoay, cho phép ta thiết lập các tham số qua thao tác trực quan. Các công cụ dạng thao tác ở tab Param trong panel Input. Chú ý, các arc chưa tồn tại trên Rhino. Có thể dùng back để xuất đối tượng từ Grasshopper vào Rhino. Nhấp chuột phải vào Component và chọn back. Có thể back đối tượng ra layer mặc định hoặc các layer khác. Lúc này các đối tượng tồn tại trên Rhino. Có thể tag Grasshopper. Ta có thể tác động đối tượng, xuất file, render, hoặc thiết lập các thuật toán mới từ đối tượng. Ta đến với các thủ thuật tìm kiếm của Grasshopper. Nếu muốn tìm Component Pull Point, nhấp đôi nền Canvas, nhập Pull. Muốn biết vị trí Component ở các tab, giữ Ctrl và Alternate. Con trỏ sẽ xuất hiện dấu chấm thang, nhấp chuột trái vào Component. Hệ thống sẽ thông báo chính xác vị trí tab và panel chứa Component. Đây là chức năng tiện dụng và có giao diện bắt mắt. Nếu một file có quá nhiều component và ta phải thu nhỏ khung nhìn lại, vào Edit, chọn File hoặc nhấn phím F3, nhập Divide vào cửa sổ File. Hệ thống sẽ khoanh tròn các component liên quan. Mũi tên trong bảng gợi ý luôn chỉ đến hướng component tương ứng. Nhập Pull, bảng gợi ý sẽ có hai mũi tên hướng vào hai component Pull Point. Nhấp chọn một component, cửa sổ File sẽ di chuyển đến cạnh component tương ứng. Đây là cách tìm kiếm hiệu quả cho các file có nhiều component. Nhấp phải vào nền canvas, ta có một menu dọc. Nhấp giữa chuột, ta có một menu tròn với chức năng tương tự. Để ẩn component divide length, ta nhấp giữa và chọn disable review. Hoặc nhấp chuột phải vào component và chọn review. Menu tròn hiển thị tất cả các chức năng dù hoạt động hay không. Icon cho chức năng tìm kiếm, phím F3. Icon navigate hiển thị bản đồ của tất cả component trong một cửa sổ thu nhỏ. Chức năng back trong menu, phím tắt Insert. Chọn Component Archipoint. Nhấn phím Insert và back đối tượng sang Rhino. Hết bài 4.